Nhà anh, nhà em cách hai đoạn đường dài, tuy xa mà gần, tuy gần mà xa, rồi còn xa mấy nữa khi em đi lấy chồng một chiều thu hoa lá. Một con đò sang sông, một cõi lòng băng giá, một thoáng buồn mênh mông. Anh đến mừng em trong tiệc cưới, ra về men rượu ngắm buồng tim. Gió khuya lành mấy hồn đơn lẻ, một ánh sao rơi chìm trong đêm. Điều đắng nghe chừng men rượu đắng niềm yêu, phong em chờ thoáng mở áo, đẹp giấc mơ tan tàu bao nhiêu. Đường về nhà em cách hai đoạn đường dài, tuy xa mà gần, tuy gần mà xa, từ nay xa mấy nữa em đã có chồng. Dù tình còn đậm đà, dù lòng còn thiết tha, dù buồn trong cách biệt, thôi em đừng nhắc chuyện đôi ta. Hoàng Linh và Minh Quân xin mến chào quý vị và các bạn. Chương trình thông tin và quảng cáo thứ 5 trên kênh FM 99.9 MHz của chúng ta sẽ mở đầu với chuyến du lịch thú vị trong chuyên mục Du lịch cùng tôi. Du lịch cùng tôi. Minh Quân rất vui được gặp lại quý vị trong chuyến du lịch mới cùng với chuyên mục Du lịch cùng tôi do Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh VOH thực hiện. Và nội dung chính của chuyên mục ngày hôm nay vẫn sẽ là những thông tin về du lịch mà chúng tôi đã tổng hợp được. Mời quý vị chúng ta hãy cùng tham khảo nhé.
về đi. Hơn so với ma túy truyền thống gây mất an ninh trật tự. Hadomeo kakeru koto sa. Trước tiên tiến sĩ có thể chia sẻ lý do vì sao tuế trong tình hình mới phối hợp với ngành công an ký kết thực hiện nghị quyết liên tịch chuyên phòng chống ma túy trong thành. Bạn nhớ đến chương trình Sun Life sản tin về cú pháp XRNE khoảng cách XL gửi đến 7039. Người ta sẽ kêu là một vòng